Cái này là nút hút nè. Còn đây mình bắt đầu chỉnh nhiệt độ. Thứ nhất menu mình sẽ có 3 màn, 3 set menu dành cho cách chỉnh nhanh nhiệt độ. Thứ hai, khi mà chỉnh nhiệt độ thì mình lưu ý, thứ nhất nhiệt độ dưới không quá nhiệt độ ở trên. Mình chỉnh như thế nào? Thứ nhất, thì giờ đang ở mình muốn chỉnh lên 90 độ. Mình giờ đặt ở đây 85. Đây 84.9 đúng, ok. Thì nhiệt độ sẽ giới hạn chạy lên 90. Ở đây nguyên tắc của máy hoạt động là cộng trừ 5 độ do quán tính của nhiệt độ chạy. Thì nhiệt độ chạy tới 80, dưới 84.9 thì nhiệt độ sẽ tự động tăng lại và lúc đó đèn này sẽ sáng. Còn trường hợp thứ hai là do mình chỉnh sai thì lượng nhiệt sẽ sáng hoài. Lý do là như thế này: khi nhiệt độ ở dưới cao hơn nhiệt độ ở trên thì máy sẽ chuyển qua chế độ hình ngôi sao, hình bông tuyết, thì máy sẽ nóng hoài và không có điểm đến, tại vì mình đã chỉnh hút nhiệt độ điểm đến của máy thì máy sẽ nhiệt nóng hoài không ngắt. Sửa bằng cách mình chỉnh là nhiệt độ dưới thấp hơn nhiệt độ ở trên.